Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chúng con như chúng con cũng tha có nợ chúng con, xin Cha dạy chúng con tha thứ cám dỗ, con cho khỏi sự dữ, Amen. Cuối xin Chúa sáng soi chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành, và bởi ơn Chúa, Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thầy xin mời tất cả mọi người ngồi xuống. Kính thưa quý y bác sĩ, kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý bệnh nhân cùng người nuôi, hôm nay chúng ta mừng buổi lễ ra phòng khám của 6 bệnh nhân ung thư hoàn thành phác đồ điều trị và đạt hiệu quả cao. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân vừa hoàn thành. Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, mỗi một bệnh nhân khi chúng ta đến đây cùng với những người thân yêu của mình, chúng ta mang trong lòng một cái niềm tin mãnh liệt vào cái công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của Cha Phêrô Nguyễn Văn Cường. Mỗi người thực hiện cái phác đồ điều trị của mình và hy vọng rằng cái kết quả cuối cùng là tốt đẹp, và mọi người thực hiện đúng cái phác đồ đó cũng như là tuân thủ theo những gì Cha đã hướng dẫn trước đó và các thầy, và mong muốn rằng khi mình hoàn thành phác đồ điều trị, đi tới các bệnh viện khám và mang về kết quả tốt và được ngồi ở trên phía trên đây để mọi người được nhìn thấy, được xác nhận và chúng ta khỏe mạnh, chúng ta trở về cùng với gia đình. Đó là niềm vui không chỉ của quý y bác sĩ ở đây mà còn là niềm vui của quý bệnh nhân khỏi bệnh và những bệnh nhân đang còn ở lại, cũng như là quý mạnh thường quân và những mọi người trên khắp mọi miền đất nước đang trông chờ và hướng về. Do đó đây là một cái niềm vui không thể nào tả xiết dành cho những bệnh nhân vừa mới hoàn thành phác đồ điều trị. Kính thưa quý bệnh nhân cùng người nuôi thân mến, khi Cha còn sống, Cha đã giáo huấn huấn dục cho tất cả các thầy, có bốn thầy: thầy Thanh, thầy Quý, thầy Tiến, thầy Hạnh, và sau đó là tất cả những thành viên khác. Cha đã dạy dỗ ân cần chu đáo, cũng như Cha dạy dỗ cho tất cả các thầy thuốc ở đây sống đời sống buông bỏ, yêu thương cho không và ăn cây cỏ mang hạt giống, cũng như là hướng dẫn cho tất cả các bệnh nhân phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, và phòng khám có giấy phép hoạt động thực hiện tiếp cái con đường cứu người của Cha ngày hôm nay. Đó là một cái niềm vui lớn, và chính Cha cũng là người đã hướng dẫn tận tình cho các thầy từng chút một, kể cả cái việc tổ chức cái buổi ra phòng khám của các bệnh nhân ngày hôm nay để xin tri ân, cũng như là nhớ đến cái công lao của Cha đã âm thầm đã tận tình dạy dỗ, thì các thầy cũng tổ chức cái nghi thức buổi lễ giống như vậy và hướng về Cha, cũng như là xin Cha xem xét nhìn nhận và phù hộ độ trì cho những bệnh nhân ung thư vừa mới hoàn thành phác đồ điều trị, cũng như là những bệnh nhân tiếp tục đang điều trị có thêm cái động lực, có thêm cái niềm tin để chúng ta thực hiện tốt cái phác đồ điều trị, để một ngày nào đó chúng ta cũng được ngồi ở trên đây để chúng ta có được cái niềm vui tương tự. Thì bây giờ thầy xin đại diện cho các thầy thuốc kính trình lên Cha những bệnh nhân ung thư đã hoàn thành phác đồ điều trị như trước đây Cha đã hướng dẫn cho các thầy đã làm. Kính thưa Cha,
Kính thưa cha, hôm nay các thầy thuốc, các y bác sĩ của phòng chẩn trị y học cổ truyền xin kính trình cha những bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị. Xin cha đón hoài, cha phù hộ độ trì cho những anh chị em này. Kính thưa tất cả mọi người, khi cha còn sống, cha đã dạy dỗ tất cả thầy thuốc ở đây. Thì khi mà thầy Thanh trình bày lên với cha thì cha có nói với thầy Thanh rằng thầy có chắc rằng những bệnh nhân này đã khỏi bệnh hay chưa? Kính thưa cha, hôm nay con cũng trình bày lại với cha điều tương tự. Kính thưa cha, tất cả các bệnh nhân ở đây bao gồm có 6 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư mà các y bác sĩ đã quyết định cho bệnh nhân đi khám tại các bệnh viện lớn và mang về kết quả tốt đẹp. Và hôm nay chúng con cho các bệnh nhân này hoàn thành phác đồ điều trị và ký giấy chứng nhận. Xin cha phù hộ cho chúng con. Xin được kính trình cha. Sau đây thư ký của phòng khám sẽ đọc danh sách của 6 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt hiệu quả cao. Xin mời. Ai có tên danh sách thì mình sẽ đứng lên. Kính thưa đội ngũ y bác sĩ của phòng khám, kính thưa quý quan khách và toàn thể bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, thì sau đây tôi xin sướng tên danh sách 6 bệnh nhân đạt kết quả cao trong quá trình điều trị tại phòng khám. Thứ nhất là Lê Thị Quý, 65 tuổi, quê Tây Ninh, bệnh là HCC gan B. Thứ hai là Nguyễn Thị Minh Tuyền, 72 tuổi, quê Thành phố Hồ Chí Minh, cam man tàn. Thứ ba, Ngô Thị Lý, 67 tuổi, quê Thành phố Hồ Chí Minh, ca tiết niệu. Thứ tư, Lê Văn Nhung, 59 tuổi, quê Tiền Giang, ca gan. Thứ năm, Nguyễn Minh Toàn, 64 tuổi, quê Thành phố Hồ Chí Minh, ca đại tràng. Và thứ sáu là Nguyễn Văn Phụng, 53 tuổi, quê Vũng Tàu, ca thực quản. Dạ, cảm ơn. Một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân. Sau đây xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ đứng lên phát biểu chúc mừng cho các bệnh nhân cũng như dặn dò cho các bệnh nhân sau khi ra về. Xin được kính mời thầy. Alleluia, chúng con thờ khen Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã thương xót nhìn đến chúng con và chữa lành cho 6 bệnh nhân xuất hiện ngay ngày hôm nay. Và con cũng nguyện xin Chúa thương ban đến cho những ông bà, anh chị em, bệnh nhân còn lại. Và chúng con cảm tạ ơn Cha đã thực thi lời Chúa để chứng minh lời Chúa và đem ra áp dụng bằng khoa học để chữa bệnh cho tất cả các bệnh nhân ung thư trong nước Việt Nam và cũng như các nước trên thế giới, để làm vinh danh sáng danh Chúa. Và xin Chúa tuôn đổ hồng phúc, Chúa ban đầy ơn xuống cho chúng con. Và hôm nay là ngày 30 và cũng là ngày Tết Tây của chúng ta đang đến, và cũng thầy xin chúc mừng cho 6 bệnh nhân hôm nay, là cái ngày này chắc chắn là sẽ không bao giờ quên, vì hôm nay chúng ta đã chiến thắng từ cái chết để trở về cái sự sống bình thường, để về đoàn tụ với gia đình, người thân của mình. Và cái mùa Tết cũng đang đến gần, cho nên niềm vui của chúng ta sẽ nhân đôi lên. Và trong không khí hôm nay chắc chắn là tất cả mọi người đều hân hoan và vui mừng.
và theo cùng thầy cũng có đôi lời dặn dò thêm những người bệnh mà mình đã được hết rồi đó, mình về phải giữ đúng phác đồ, mình ăn cây cỏ mang hạt giống, tái cây mang hạt giống để chúng ta giữ cái dòng máu thiền thì chúng ta mới được khỏe mạnh. Còn mà nếu như chúng ta về mà tiếp tục mà ăn thịt cá tướng sữa đạm động vật đó thì nó là axit, thì chúng ta nguy cơ chúng ta sẽ bị bệnh trở lại, đó là điều chắc chắn. Và sau cùng thầy xin chuyển lời lại cho thầy Thanh. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Quý đã có đôi lời phát biểu. Xin mời bác sĩ Hòa, bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa phát biểu cảm nghĩ của mình trong cái buổi ra viện ngày hôm nay của các bệnh nhân. Chúng con xin mời bác sĩ ạ. Kính thưa cha Pedro Nguyễn Văn Cường, kính yêu, kính thưa các thầy trong cung phòng khám yêu thương và cho không của cha Cường, kính thưa các mạnh thường quân đã có mặt ở đây và trong cả nước cùng với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hết lòng ủng hộ cho cha Cường để đi đến thành công công nghệ cháo nano trà thảo dược và nước kiểm để chữa bệnh cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Hôm nay trong niềm vui phấn khởi này, tôi là một bác sĩ nhưng vấn đề chữa ung thư là mới mẻ, bởi vì chữa ung thư không có trong giáo trình dạy chúng tôi ở trường đại học. Và đây là một vấn đề, một căn bệnh sau Covid, và các bệnh nhân đến đây từ các bệnh viện ung bướu của Sài Gòn và các bệnh viện ung bướu khác ở thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện K3 Tân Triều ở miền Bắc là bệnh viện chữa ung thư lớn nhất, đã cảm nhận được cái điều kỳ diệu của phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược, bằng cháo nano và nước kiểm. Thì rất vui mừng là các bệnh nhân, 5 bệnh nhân mà các thầy vừa công bố đã được khỏi bệnh, thì đây là điều sung sướng. Và như cha nói khi tôi vào đây lần đầu, cha nói là bác Hòa ơi, bác cứ nhìn ánh mắt của những bệnh nhân ra viện mà xem, con không thể tả được, suốt đêm về con không ngủ được vì những ánh mắt đấy, và cảm thấy mình nó hạnh phúc, nó khỏe lên như thế nào. Thì các bệnh nhân đã được sống lại lần thứ hai, và quê hương ấp Rồng Lớn, chính tôi ấp Rồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh sẽ là quê hương thứ hai của các bệnh nhân, 5 bệnh nhân ra viện hôm nay, và lần lượt các bệnh nhân đã có mặt ở đây và chưa đến đây để dự lễ xuất viện cho 5 bệnh nhân sẽ lần lượt được ra về với công nghệ mà cha đã dạy dỗ cho 4 thầy để các thầy chuyên nghiệp và trở về trạng thái là sẵn sàng ứng cứu tất cả các căn bệnh ung thư khi các bệnh nhân đến đây. Nhưng cũng phải nói thật rằng vì cha quá yêu thương mọi người, cha quá thương bệnh nhân, trên cha nói rằng bác Hòa có những ca 4 thầy họ hội chẩn lại khẳng định là không thể chữa được, như cha bảo thôi cứ cho họ ở lại vì họ không còn chỗ nào để họ bấu víu vào, bệnh viện đã từ bỏ họ rồi, bây giờ về nhà thì suốt ngày người nhà vất vả và lo lắng khóc thương họ thì cho họ ở đây, và nếu mà Chúa thương mà cứu được họ là tốt, còn không thì họ cũng thanh thản ra đi vì đã được các thầy cứu chữa. Cho nên là có những bệnh nhân như vậy thì tôi theo dõi khi từ biệt họ trở về quê hương thì họ với ánh mắt sung sướng và mãn nguyện vì họ không còn băn khoăn gì nữa. Thì đấy là những cái điều mà cha đã dành cho tất cả các bệnh nhân. Trong niềm vui này, tôi đã nghe là sau một thời gian cha ra đi thì tôi có định chuyển hướng, thì cũng thưa với cha là vì công trình của cha độc nhất vô nhị trên thế giới, như là một tạp chí về chữa ung thư thế giới đã nói, từ nay thế giới biết đến tên tuổi của một người, đó là cha Pedro Nguyễn Văn Cường, nhà khoa học với công nghệ cháo nano trà thảo dược của nước kiểm, đó là một thiên tài thực sự ngời sáng và đáng khâm phục. Chính vì vậy mà bang Philadelphia là một nơi trung tâm của nước Mỹ, có những viện nghiên cứu lớn, có những bệnh viện lớn và có những trường đại học lớn nhất của nước Mỹ và thế giới chuyên về nghiên cứu ung thư, đã làm hồ sơ mời cha và thầy Thanh đi. Nhưng khi tôi vào đây đầu quân thì thầy Thanh và các 4 thầy đây đã thưa với cha và họp lại và cùng với thầy Thưởng và ban giám đốc là nên đề nghị là cho tôi đi trước, sau đó thầy Thanh đi sau.
Đây là cái điều tôi cũng hết sức tri ân các thầy đã tôn vinh tôi và cho tôi làm cộng sự đi theo cha, như công việc làm visa sang nước Mỹ rất khó, chưa thể hoàn thành vì cha đã về với Chúa. Trên con xin cha là cha phù hộ cho phòng khám chúng con, bốn người con yêu thương của cha cùng với thầy thưởng, và con và các thầy ở đây sẽ theo cha để giúp đỡ các bệnh nhân, để xứng đáng là những người con thứ hai thứ ba của cha khi vào chỗ này. Thì cha hãy yên lòng để Chúa và Đức Mẹ phù hộ độ trì cho chúng con, cha phù hộ độ trì cho chúng con để chúng con yên tâm chữa bệnh cho các bệnh nhân như lương y, như từ mẫu, và xứng đáng là những đứa con của cha, và như cha đã xứng đáng là con nuôi của cố giáo sư Trần Kim Thạch đã truyền lại cho cha công nghệ cháo nano và biến xi măng, biến cát sỏi, biến tro để thành xi măng vĩnh cửu, như cha chưa kịp hoàn thành thì cha đã về với Chúa. Kính thưa các bệnh nhân, nói nhiều cũng không thể nói hết được tấm lòng của các thầy thuốc và những người phục vụ ở đây đối với các bệnh nhân. Các bệnh nhân khỏe mạnh, khuôn mặt mỗi ngày một hồng lên và đến đây với niềm sung sướng được các thầy tận tình cứu chữa, thì đấy là niềm an ủi cho các thầy thuốc chúng tôi. Mà chính vì sự quyết tâm của các bệnh nhân, trên các bệnh nhân biết cùng với công nghệ của cha với chiến thắng. Chứ còn bảo là xin lỗi các bệnh nhân là con mới ăn chay được một đêm thôi, nhưng mà bảo là không muốn ăn mặn là nói dối. Nhưng mà khi mà cha gọi điện, cha hỏi con là hòa hòa mày đã ăn mặn chưa, bảo thưa cha con ăn mặn được 2 tháng rồi, thì cha bảo mày có chữa được ung thư không, thì con bảo là thưa cha con chưa biết chữa ung thư, thì cha bảo là hòa hòa mày đút cái bằng của mày đi, mày vào đây ta dạy chữa ung thư cho mày, là bác sĩ mà mày không chữa được ung thư à. Vậy thế hai vợ chồng cùng nghe và nghĩ rằng dứt khoát vào cha thì cha sẽ chữa được ung thư cho con mới bảo. Nhưng mà cha thử thách rất nhiều, cha nói là nếu bác không chữa bệnh mà bác không ăn chay thì bác cũng không chữa bệnh cho bệnh nhân, thì con cũng không dám nhận bác. Thế thì có lần đi ra Duyên Hải thì một bên là mâm chay, một bên là mâm mặn, thì cha cứ xui con là bác hỏa hôm nay bác thử ăn mặn một bữa thì nuôi rửa những con cua để nó béo, bác không thể ở mình bác có con cua nào ngon như thế đâu, cái khạch của nó ngon lắm, bác về bác ăn không quên được với những con tôm với cái gì. Thì đúng là lúc ấy may cho con ấy, cái khẩu vị của trong cơ thể con là nó không thèm nữa. Chứ còn nếu không thì nó thèm thì cứ nuốt nước bọt nhưng không dám ăn thì nó khổ lắm các bệnh nhân ạ. Thì các bệnh nhân cũng cố gắng theo pháp đồ của cha về nhà trước nỗi vui mừng của gia đình, có thể là làm thịt chó, làm thịt lợn để chúc mừng bệnh nhân đã từ có chết trở về. Thì các bệnh nhân cũng thản nhiên như vậy, cứ theo pháp đồ của cha để ăn cháo nano, uống trà thảo dược và uống nước kiềm để mình khỏe mạnh lên, để Chúa ban, Đức Mẹ ban và cha ban cho các bệnh nhân sống 100 tuổi mới về với cha thường nhá. Thế thì tôi rất xúc động và không biết nói gì hơn, thì trước hết con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Đức Mẹ, con tạ ơn cha Tường đã dạy dỗ và đào tạo được 4 đứa con của cha, và chúng con là thế hệ thứ 2, thứ 3 cha sẽ giao cho các thầy để giúp đỡ dạy dỗ chúng con, để chúng con cũng chuyên nghiệp và cũng có nhiều khả năng chữa bệnh ung thư như các thầy, để chúng con giúp đỡ và phục vụ tận tình bệnh nhân với phương châm lương y như từ mẫu. Con xin được dừng lời và xin kính chúc các bệnh nhân mạnh khỏe và đỡ được khỏi bệnh. Xin được cảm ơn lời phát biểu rất là xúc động của bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa. Kính thưa quý bệnh nhân và toàn thể người nuôi thân mến, hôm nay chúng ta vui mừng hân hoan khi có 6 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị đạt kết quả cao mà các bệnh viện đã chẩn đoán. Thì trước đây khi mà cha vừa mới nằm xuống rồi đầu tháng 11 cho tới hôm nay là gần 2 tháng, thì trong khoảng thời gian đó phòng khám y học cổ truyền cũng vẫn tiếp tục hoạt động và duy trì cái mạch điều trị của tất cả các bệnh nhân. Và cho đến 2 tháng nay có tổng số là 27 ca bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị, nhưng do có những cái sự cố làm gián đoạn nên thành thử ra các thầy chưa có tổ chức cho 27 bệnh nhân đó ra viện giống như ngày hôm nay. Thì có lẽ là trong tuần này và tuần sau các thầy sẽ liên lạc với 27 ca bệnh nhân đó để bệnh nhân trở về đây để các thầy tổ chức cái buổi lễ ra viện cho 27 người. Còn những trường hợp nào mà ở xa, ví dụ như ở ngoài miền Trung hoặc miền Bắc không có điều kiện để trở vào đây, thì các thầy sẽ gửi qua đường bưu điện cái giấy
xác nhận cho bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay dành cho 27 bệnh nhân đó. Sau đây là nghi thức trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân. Thầy Thanh xin mời thầy Võ Duy Tiến sẽ trao cho bệnh nhân Nguyễn Minh Tiền giấy chứng nhận và trao phần thuốc về cho bệnh nhân. Xin mời thầy Võ Duy Tiến ạ. Thầy chúc mừng bạn. Chúng ta cho tràng pháo tay ạ. Đừng từ nay đừng ăn động vật nữa nha bạn. Xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý lên trao cho bệnh nhân Nguyễn Văn Phụng. Thầy chúc mừng anh nha. Từ đây về sau đừng ăn động vật nữa. Xin mời thầy Nguyễn Thị Hạnh để trao cho bệnh nhân Nguyễn Minh Toàn. Xin mời bác sĩ Nguyễn Xuân Hòa để trao cho bệnh nhân Lê Thị Quý. Bác quý bác là người châu Âu, còn tôi là người Nhật. Chúc bác có về nhà khỏe mạnh và giữ đúng phác đồ điều trị của cha và các thầy để bác sống 100 tuổi nhá. Và cùng với 6 bệnh nhân sống 100 tuổi. Đến năm 95 tuổi thì các bác tổ chức vào đây thăm cha, dâng hương cho cha và cho Chúa và Đức Mẹ và các thầy trong phòng khám này. Dạ vâng. Cảm ơn phóng viên. Xin mời bác Tô Phú Quế sẽ trao cho bệnh nhân Ngô Thị Lý. Xin mời anh Giang sẽ trao cho bệnh nhân Lê Văn Nhân. Xin được cảm ơn quý y bác sĩ đã tận tình hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư, cũng như là chúc mừng cho 6 bệnh nhân vừa mới hoàn thành phác đồ điều trị đạt kết quả cao. Kính thưa tất cả quý bệnh nhân thân mến, như những lần trước đây, cha Phêrô Nguyễn Văn Tường cùng với truyền thông là anh Phạm Xuân Dũng có hỗ trợ cho bệnh nhân 1 triệu đồng tiền về xe cho các bệnh nhân. Hiện tại thì các thầy ở đây không có cái kinh phí để giúp cho bệnh nhân tiền về xe, nhưng các thầy chỉ có trao cho bệnh nhân cái tấm lòng của người thầy thuốc thôi. Kính mong là quý bệnh nhân đón nhận khi về nhà nhớ lời các thầy và nhớ lời cha đã dạy trước đó để mình sống cuộc sống tốt và giữ gìn sức khỏe của mình. Sau đây thầy Thanh sẽ giải trình kết quả điều trị của một vài bệnh nhân tiêu biểu để mình thấy được cái kết quả của bệnh nhân hoàn thành phác đồ hiệu quả như thế nào. Đó cũng là cái động lực cho những bệnh nhân còn tiếp tục điều trị cũng như là sắp điều trị. Bây giờ thầy Thanh sẽ sử dụng tấm bảng để phân tích cho mình nghe về cái kết quả điều trị của bệnh nhân. Dạ đây để thấy đi. Sao ngồi nhớ dĩnh này nha, để nó bay. Để nó lúc lắc quá.
Bây giờ thì Thanh xin giải trình cái kết quả điều trị của bệnh nhân. Mình nghe nói bệnh nhân hoàn thành cái pháp đồ điều trị đạt kết quả cao, nhưng mà mình không biết đạt kết quả cao là đạt kết quả như thế nào. Thì bây giờ thầy sẽ phân tích từ từ để cho mình hiểu nha. Khi mà bệnh nhân tới đây thì cái đối tượng các thầy tiếp đón bệnh nhân là những bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư, và chủ yếu là những bệnh nhân không có điều kiện điều trị tây y, không có kinh phí để phẫu thuật, xạ trị hoặc hóa trị, hoặc là những bệnh nhân đã vào hóa chất rồi, họ xạ trị hóa trị rồi nhưng mà không đáp ứng thuốc, bác sĩ chuyển qua điều trị triệu chứng, hoặc là những bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền như là bệnh cao huyết áp hoặc là men gan cao hoặc là tiểu đường, và những bệnh nhân không đáp ứng được cái quá trình điều trị, thì các thầy có thể giúp đỡ cho những bệnh nhân đó. Và cái phương pháp điều trị ở đây, nói phương pháp thì nó cũng chưa chính xác, bởi vì phòng chuyển trị học cổ truyền không có chức năng tiếp nhận bệnh nhân ung thư để điều trị, mà là chỉ là hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp công nghệ cháo nano, thảo dược nano của cha Pedro Nguyễn Văn Cường, cha là nhà nghiên cứu thực nghiệm. Thì cái mục tiêu cuối cùng của mỗi bệnh nhân khi đến đây là các thầy có đưa ra cái mục tiêu cho từng bệnh nhân cụ thể, từng loại bệnh, từng chứng bệnh, từng giai đoạn bệnh. Thì hôm nay thầy cũng xin chia sẻ cho quý bệnh nhân cũng như người nuôi cũng như là tất cả mọi người được biết cái mục tiêu của mình là gì. Mục tiêu sau khi mình hoàn thành ha, cái mục tiêu sau khi mình hoàn thành cái phác đồ điều trị ở đây, thì trung bình các thầy nhận bệnh một bệnh nhân vào đây, các thầy sẽ chăm sóc và theo dõi bệnh nhân trong 3 tháng. Thì trong 3 tháng đó, cái kết quả cuối cùng so sánh giữa hồ sơ đầu vào và đầu ra, nó sẽ đưa ra cái mục tiêu cuối cùng. Cái mục tiêu đầu tiên là làm chậm quá trình bệnh, phát triển bệnh ung thư. Cái mục tiêu đầu tiên mà các thầy có thể làm được đó là làm chậm quá trình phát triển bệnh ung thư. Đối với những bệnh nhân mà quá nặng, là chúng ta ăn uống không được nữa hoặc là không có đi đứng được nữa, thì có thể sẽ đạt được cái mục tiêu này. Cái mục tiêu thứ hai, cao hơn một chút. Mục tiêu thứ hai là dừng bệnh ung thư. Chúng ta đều biết bệnh ung thư là bệnh mãn tính mà phát triển cái bệnh mỗi ngày, phát triển về kích thước, phát triển về cái chỉ số ung thư và di căn. Thì cái mục tiêu dừng bệnh ung thư là thứ nhất là không phát triển kích thước. Ví dụ như không phát triển kích thước khối u gan đi, cái hồ sơ đầu vào và đầu ra cái kích thước nó vẫn tương tự như vậy, nó không có phát triển thêm. Đó là cái mục tiêu dừng bệnh ung thư. Cái mục tiêu thứ hai là các cái chỉ số marker người ta hay gọi là chỉ số dấu ấn ung thư. Thì các chỉ số marker là chất chỉ điểm dấu ấn ung thư là một đó, không tăng, có nghĩa là nó đứng yên một chỗ, nó không tăng. Cái điều thứ ba của cái dừng bệnh ung thư là không biểu hiện di căn, có nghĩa là ví dụ như bệnh ung thư gan nguyên phát, khi
khi mà mình kiểm tra lại, mình kiểm tra những cái cơ quan khác, ví dụ như thận, kiểm tra phổi hoặc kiểm tra não thì không thấy những cái di căn kế tiếp, thì đó là kiểm tra trên cận lâm sàng chúng ta không thấy di căn thêm. Đây là ba yếu tố để mình biết được bệnh nhân có dừng bệnh hay không. Yếu tố thứ ba, cái mục tiêu thứ ba, là giảm bệnh, ung thư. Đối với cái điều kiện, cái mục tiêu thứ ba mà làm giảm bệnh thì đầu tiên là làm giảm kích thước khối u. Cái thứ hai là các chỉ số, marker giảm. Hồ sơ đầu vào có các chỉ số marker dương tính, và những hồ sơ đầu sau á, các chỉ số marker là dấu ấn ung thư á, là chất chỉ điểm ung thư nó giảm. Cái thứ ba là vẫn là không di căn. Rồi cái mục tiêu lớn nhất mà các thầy đưa ra là không phát hiện bệnh lý. Ung thư. Ví dụ như cái hồ sơ đầu vào là chúng ta có ung thư nè, cái hồ sơ sau chúng ta không tìm thấy bất cứ một cái dấu hiệu của ung thư. Có thể thì cái khối u đó đã bị cắt rồi, nó không di căn. Có thể là cái khối u đó nó đã tan biến, hoặc là cái khối u đó đã nó trở thành lành tính, là không thấy khối u, ác tính. Hoặc là kiểm tra sinh thiết, lành tính, và cái nữa là các chỉ số, marker trong giới hạn bình thường, có nghĩa là các chỉ số dấu ung thư trong giới hạn bình thường, Đó là bốn cái mục tiêu mà các thầy đặt ra cho các bệnh nhân khi mà mình đến đây: làm chậm quá trình phát triển bệnh ung thư, dừng bệnh ung thư, làm giảm bệnh ung thư, và không phát hiện bệnh lý ung thư. Vậy thì tất cả các bệnh nhân tới đây mình mong muốn mình đạt được cái kết quả nào nè, cho thầy biết nè. Sao nói lớn lớn thầy nghe coi. Hết luôn hả? Mong muốn hết luôn hả? Hết luôn là phải nghe các thầy nha, phải tuân thủ tuyệt đối nha, phải phấn đấu dữ lắm đó. Thì ít nhất cũng đạt được số 3, số 4 là cũng đã thành công rồi ha. Số 1, số 2 thì tiếp tục chữa tiếp. Thì ở đây á, các bệnh nhân đang, 6 bệnh nhân đang có mặt ở đây á, ít nhất cũng đạt được cái mục tiêu số 3 và mục tiêu số 4. Thì hôm nay chúc mừng các bệnh nhân đó. Bây giờ thầy phân lấy một cái ví dụ điển hình thầy phân tích nha, để mình thấy thầy giảm bệnh như thế nào hoặc là không phát hiện bệnh lý như thế nào nha. Còn cái dừng bệnh và cái chậm bệnh này có lẽ là thầy để thầy bôi đi phân tích trên này. Dịnh giùm thông cảm, cái bảng này nó hơi rung rung chút xíu. Rồi bây giờ thầy lấy một ví dụ minh họa đi. Bây giờ về cái không phát hiện bệnh lý này thì quá rõ rồi. Cái hồ sơ đầu vào là có bệnh ung thư nè, cái hồ sơ sau là không có phát hiện bệnh lý nè. Thì ở đây thì có cô Ngô Thị Lý. Lý đâu rồi, cho thầy mượn cái giấy. Ngô Thị Lý 1956
ung thư đường tiết niệu. Cô Ngô Thị Lý 1956 nha, ung thư đường tiết niệu. Quê cô ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Quê nè. Tân Phú. Thành phố Hồ Chí Minh. Cái hồ sơ đầu vào của cô là ung thư đầu vào. Đầu vào là ung thư đường tiết niệu. Tiết niệu. Cái hồ sơ sao đã ra đó, nên là đầu ra. Đầu ra thì tất cả những bệnh nhân ở đây đều đã hoàn thành phác đồ từ 1 tháng đến 3 tháng, mà trung bình là 3 tháng mới hoàn thành. Thì khi mà 3 tháng hoàn thành xong thì các thầy cho bệnh nhân đi khám tại các bệnh viện lớn, thì bác sĩ chẩn đoán chứ không phải là các thầy nói. Thì tất cả những cái hồ sơ gốc của bệnh nhân thì do bệnh nhân giữ, các thầy chỉ scan một bộ hồ sơ trong máy và lưu theo mã số, lưu vĩnh viễn, có nghĩa là bệnh nhân sẽ tới đây khi sau này có trích lục hồ sơ bệnh án tại phòng khám thì có thể trở lại đây để trích lục lại. Thì đó là kết quả đầu vào là bệnh ung thư tiết niệu ở bệnh viện đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra ngày 14 tháng 10 2023. Ở bệnh viện Tâm Anh thì cái kết quả đầu ra là siêu âm ổ bụng là không thấy tiến triển bệnh lý, có nghĩa là trong cái đường tiết niệu này không thấy nữa nè. Lý do tại sao? Tại vì cái khối u của cái đường tiết niệu nằm bên phải, cô đã cắt rồi, cắt luôn cả cái thận luôn, cắt thận. Và các cái chỉ số chức năng thận thì tốt, chỉ số chức năng thận có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc này là cái thận bên phải đã cắt đi rồi, thì cái thận bên trái, các chỉ số của thận bên trái nó làm việc thay thế cho cái thận bên phải. Năng thận tốt, không có dấu hiệu của di căn, không có biểu hiện di căn. Di căn và không có những cái phát triển, không có thấy cái bệnh lý nào trong đó. Thì đây là cái kết quả cuối cùng mà cô đạt được. Chúng ta cho một tràng pháo tay dành cho cô cũng như các bệnh nhân ở đây. Lấy một ví dụ khác. Dính. Rồi, bây giờ thầy lấy một, cô cảm ơn cô. Thầy lấy một cái ví dụ khác. Ví dụ này dễ nhìn hình dung hơn, thấy là nó phát triển như thế nào, nó dừng như thế nào. Rồi, bệnh nhân kế tiếp Lê Văn Nhung, thầy lấy cái hình trường hợp của bác Lê Văn Nhung đi. Rồi, bệnh nhân Lê Văn Nhung. Văn Nhung sinh năm 1964, ở tỉnh, quê ở Tiền Giang. Lê Văn Nhung 1964, quê Tiền Giang. Này phụ. Bệnh lý là ung thư biểu mô tế bào gan. Ung thư biểu mô tế bào gan. Hồ sơ đầu vào. Đầu vào. Vào. Khối u kích thước. Kích thước khối u nha. Hồ sơ đầu vào cái kích thước khối u. Kích thước 37mm là cái kích thước khối u của lá gan á, ung thư gan á, kích thước của u gan 37mm. Rồi cái bộ chỉ số nè, HCC gan, HCC RIT. HCC RIT là cái kiểm tra. Đây là chú Lê Văn Nhung. Dấu ấn ung thư dành cho bệnh lý ung thư biểu mô tế bào gan. Nó bao gồm 3 chỉ số. Chỉ số AFB. AFB. AFB L3. L3. BIVK A2.
khi mà bệnh lý của bác Lê Văn Nhung kiểm tra ở tại bệnh viện, để thầy coi bệnh viện nào. À, bệnh viện Chợ Rẫy ngày 21 tháng 9 năm 2023. Đây hồ sơ đầu vào nha. 21 nè. Tháng 9 2023. Cái kích thước của cái khối u gan là 37 mm. Cái chỉ số HCC risk của AFB, AFB là 3 và BIVK 2, thì hai cái chỉ số đầu á là nó nằm trong ngưỡng bình thường 1.6 dưới 0.5. Còn cái chỉ số thứ ba đó, BIVK 2 thì tăng cao 418.8. Đơn vị nha, mình gọi đơn vị đi, gọi tắt đơn vị đi. Thì mình chỉ quan tâm tới cái chỉ số này thôi, tại vì hai chỉ số kia ổn định rồi. Miễn sao thì quá trình điều trị giữ nguyên được hai chỉ số này cho nó không tăng nữa nè. Cái chỉ số AFB gan nè, chỉ số AFB là 3 nè, thì làm sao chỉ số ngày đầu vào nó thấp thì ngày kiểm tra hôm sau thì nó cũng thấp, như vậy thì thành công. Còn riêng cái chỉ số này nè, BIVK2, làm sao điều trị cho nó xuống được cái chỉ số này. Đây là thời điểm ngày 21 tháng 9 nha. Thì cái chỉ số này nó tăng trước kết quả trước đó là tháng 6 đó, có nghĩa là tháng 9 là kết quả này. Còn hồi tháng 6 là kết quả là 84.2 chỉ số đơn vị. Mà cái ngưỡng cho phép của cái chỉ số BIVK2 là phải dưới 40 nha. Chỉ số này nè, phải yêu cầu là phải dưới 40 đơn vị thì mới là bình thường. Còn nó cao hơn 40 là nó cơ thể nó bị ung thư đó. Sau quá trình điều trị thì kết quả so sánh lại. Sau quá trình điều trị, kết quả so sánh đầu ra nha. Đầu ra thì kích thước nè. Kích thước thông thường thì những bệnh ung thư á, thì nó sẽ phát triển về kích thước, phát triển những cái chỉ số sau một thời gian. Cụ thể là hồi tháng 6 2023 nó tăng từ 84 đơn vị BIVK2 lên 418, có nghĩa là sau 3 tháng tăng trung bình lên gần 300 đơn vị đó. Vậy có nghĩa là 1 tháng tăng khoảng 100 đơn vị. Thì tiếp tục 3 tháng nữa, 6 tháng nữa nó vẫn tiếp tục tăng. Nó tăng về cái chỉ số này, nó tăng về kích thước. Nhưng mà cái quá trình hỗ trợ điều trị á, thì có kiểm tra lại thì kích thước đã giảm từ 37 xuống còn 26 mm. Chúng ta cho chàng pháo tay mừng cái đó trước đã. Cái quá trình nó thực tế là có giảm đó. Cái giảm này cho thấy điều gì? Cho thấy là cái bệnh nó đã được khống chế tốt, chứ không là nó tiếp tục nó tăng nữa. Thì khi đã có kiểm tra được cái kích thước của đầu ra đó là 26 mm, thì trên nguyên tắc thì có thể mình đi làm sinh thiết lá gan để coi nó lành tính hay là ác tính. Trước là ác tính đó, nhưng mà lần này mình chưa kiểm tra mình đâu biết sao. Nhưng mà như vậy thì rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Để bảo vệ cái quá trình điều trị, hỗ trợ điều trị cũng như sức khỏe bệnh nhân, thì cái kích thước này chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe của bệnh nhân trong những ngày tháng sắp tới, có thể nó sẽ còn giảm nữa. Rồi bây giờ mình nói về cái bộ HCC risk ha. Ban đầu là có chỉ số AFB nè, AFB là 3, BIVK 2 là tăng, hai cái này không tăng. Thì bây giờ hai chỉ số này mình kiểm tra lại một lần nữa, nó vẫn âm tính, có nghĩa là đạt được mục tiêu rồi đó. AFB và AFB là 3, là 1.9, còn đây là dưới 0.5. Hai chỉ số này là âm tính, có nghĩa là đạt được cái mục tiêu là giữ nguyên, không có phát triển thêm về hai chỉ số này. Vậy còn chỉ số này thì sao, mình muốn cho nó giảm như thế nào? Trong quá trình điều trị, mục tiêu của các thầy là làm sao giữ được cái chỉ số này âm tính và cái chỉ số này phải giảm, thì đó mới gọi là thành công.
Còn nếu như cái chỉ số này tiếp tục nó tăng lên, tháng 6 là 84, tháng 9 là 418, rồi tháng 12 có thể là nó lên 800 hoặc là 900 gì đó, đại khái vậy. Đó là cái thực tế của bệnh lý. Thì cái kết quả sau đó thì nó như thế nào? Ở đây thì mọi người ai có thể dự đoán thử coi, đưa ra cái kết quả dự đoán thử coi, kết quả cuối cùng nó như thế nào? Ai, ai xung phong dự đoán thử coi. Hả? Ừ, nó tăng là nguy hiểm. Mà bây giờ dự đoán thử coi kết quả cuối cùng á, kết quả của tháng 12 đây, đầu ra tháng 12 nè, 12 2023, thầy gợi ý nha, nó có giảm đó, nhưng mà giảm bao nhiêu không biết. Bây giờ ai dự đoán thử coi giảm bao nhiêu? Hả? Giảm xuống còn nhiêu? Khoảng 90. Một người là dự đoán khoảng 90, dự đoán 90 ha. Rồi cho thầy kết quả kế tiếp, dự đoán nhiêu nữa? 60. Có giảm nha, nhưng mà không biết giảm nhiều thôi. Đó, có người thì cho là cái chỉ số này nè, nó giảm xuống còn 90, có người cho là giảm 60. 50. Cái chỉ số mà cho phép là 40, dưới 40. Nhưng mà nó có giảm, giảm nhẹ thôi chứ không giảm nhiều. Dự đoán thử coi. Sao làm? Thì cứ dự đoán đi, dự đoán thử coi. Sao hết được thì thầy nói là giảm nhẹ mà. Đây, trên nguyên tắc là nó phải dưới cái chỉ số này, nó phải dưới 40 mới đạt yêu cầu. Nhưng mà bệnh nhân ở đây là có chỉ số này giảm, giảm nhẹ đó, thì cho mình dự đoán đó, giảm bao nhiêu. Thì cho là 5 kết quả đi ha. 90, 60, 50, 65, 55. Rồi 5 kết quả. 65 nữa hả? 65 có rồi. 65, 50, 90. Từ 418, đáng lý 418 nó phải tăng lên 800, 900. Sao mà lạc quan mà mình cho dự đoán thấp dữ vậy? Sao dự đoán thấp dữ vậy? Đáng lý phải dự đoán là phải 700, 800 chứ sao dự đoán có 50, 60 vậy? Hả? À, sống người tăng chết. Hả? 100% hả? Hả? À, sống tăng chết tao phải hạ. Rồi. Đây là kết quả đầu ra, đầu vô ha. Là 418. Trước đó là có chỉ số hồi tháng 6 là 84 đó. Tăng lên 400. Bây giờ thì cho ra kết quả. À, ai đoán đúng được thưởng hả? Bây giờ muốn thưởng gì nè? Một món quà dưới 10 triệu được không? Đoán đúng thưởng một món quà dưới 10 triệu. Hồi đó cha có nói rồi đó, ai đoán đúng cho một phần quà dưới 10 triệu liền. Rồi giờ ai cho một dự đoán nữa đi. Ai? Hả? Rồi nãy giờ ai cũng không đoán trúng hết trơn, chập lắc hết trơn. Chưa tiếp thu được mấy ha? Tới đây hiểu chưa? Có nghĩa nãy giờ hiểu chưa? Thầy biết cái rồi nghe thầy nói chứ. Hả? Thầy nói chứ, biết nghe thầy nói không được ghi, cho nên là chỉ nghe nói mà không. Rồi. Bây giờ thầy nói lại ha. Bác Lê Văn Dung nè, 1964 nè, quê Tiền Giang nè. Có hồ sơ, có tên, có tuổi đàng hoàng, không phải là các thầy bịa ra đâu. Có hồ sơ đàng hoàng. Rồi. Không hiểu đúng không? Rồi thôi để thầy nói lại. Bây giờ cái bệnh của bác này là ung thư biểu mô tế bào gan ha. Đây là bệnh ung thư gan đi, nói đại khái là bệnh ung thư gan. Thì cái kích thước của cái khối u gan đó là 37mm. Cái hồi tháng 9 nha. Hả? Giờ nó còn có 26 thôi. Nguyên tắc bệnh ung thư là khối u nó ngày càng lớn, chứ nó không có cái chuyện khối u nó nhỏ lại. Và cái chỉ số mà HCC rít này nè, cái HCC rít này là làm sao để có nó? Là khi mình xét nghiệm máu mình mới có được nha. Khi mà mình bệnh ung thư gan, ung thư biểu mô tế bào gan, thường thì cái dấu ấn ung thư cơ bản là AFB đó. Thông thường thì mọi người sẽ làm AFB để kiểm tra dấu ấn ung thư gan. Nhưng mà ung thư biểu mô tế bào gan thì phải làm một cụm luôn. Ba chỉ số HCC rít, AFB, AFBL3, BIVK2. Ba chỉ số này nó cho mình biết cái mức độ bệnh của bệnh lý nè.
cái bộ chỉ số này hiện tại thì nhiều nơi, nhiều bệnh viện là giá là như là 1,7 triệu á, ba chỉ số này không á, chưa có những cái xét nghiệm khác, kiểm tra khác á. Cho nên là quá trình điều trị, kể cả cái biên bản hội chẩn của Chợ Rẫy cũng sử dụng cái bộ chỉ số này kiểm tra cái kích thước nè, coi mức độ phát triển bệnh hoặc là giảm bệnh như thế nào đó, và cái chỉ số HCC-RIT kiểm tra trên xét nghiệm máu. Ba chỉ số này thông thường thì cứ định kỳ bác sĩ cho kiểm tra cái này để xem coi cái bệnh lý nó có hết hay là nó còn. Thì nãy giờ là hai chỉ số này thầy phân tích rồi đó, nó nằm trong cái ngưỡng bình thường. AFB là nó phải nằm dưới cái ngưỡng 20, có nghĩa là chỉ số AFB phải nằm dưới 20 thì mới tốt. Đây là 1.6 nè, hiện tại đây 1.9 nè, có nghĩa là dưới 20 là đạt yêu cầu. AFB L3 thì là dưới 0.5, nó cho phép từ dưới 10 đó, coi như chỉ số này dưới 10 thì đã đạt yêu cầu hai chỉ số này, có nghĩa là trong quá trình điều trị, hỗ trợ điều trị đó, tháng 9 tới tháng 12 hai chỉ số này không tăng là đạt yêu cầu. Còn quan trọng là cái chỉ số BVK2 nè, nó tới 418 mà đang trong tốc độ tăng nha, đang tăng đó, có nghĩa tháng 6 là 84 nè, rồi tháng 10, tháng 9 là lên được 418 nè, thì tháng 12 trên nguyên tắc nó tăng nữa đó, thì theo dự kiến là có thể tăng 800, 900 gì đó lên á, chứ không dừng. Nhưng mà nãy giờ một số bệnh nhân đưa ra là nói với thầy một cái kết quả khách quan ở chỗ là nó giảm được còn 90 thôi, có người thì 60, người 50, người 65, người 55. Thầy, cái chữ số 3 nó có nghĩa là đầu tiên vô là nó 842, rồi nó chữa, nếu mà chữa thì nó sẽ giảm, không chữa nó sẽ là 800, 900. Cái chỗ đó con chưa hiểu cái chỗ đó, cho nên không là... Đây là cái thực tế ha, thực tế cái chỉ số về ung thư nó sẽ tăng theo thời gian, giảm ít này còn 400 à, chứ nó không có dừng lại, cho dù điều trị hay không điều trị như vậy. Đúng rồi, có thể nó không đáp ứng, nó vẫn tăng. Quan trọng là lát nữa thầy sẽ phải giải thích tại sao mà đang điều trị mà nó vẫn tăng ha, đồng ý không? Rồi, để lát nữa thầy giải thích tại sao mà đó có điều trị luôn mà nó vẫn tăng chỉ số. Nhưng bây giờ mình cho là đang điều trị đi mà chỉ số nó giảm, mà bây giờ không biết là giảm bao nhiêu thôi. Đó, mọi người đang đưa ra cái dự đoán 350 ha. Thôi để cho nó hồi hộp chút xíu để coi coi. Hả? Dưới 40 là 39 hả? Rồi đây có một người bệnh nhân cho là 39 luôn, có nghĩa là dưới số 40 luôn. Rồi bây giờ thầy công bố kết quả ha. 300 nữa hả? Trời ơi, 300 luôn. Rồi 418 giảm còn 300 à, là số cao nhất. Thấp nhất là 39. Rồi ai đúng nha, người nào đúng cho phần thưởng dưới 10 triệu nha, ai đúng thì cho phần thưởng dưới 10 triệu mà đúng. Rồi hả? Không ai đúng hả? Thôi giờ đúng, gần đúng cũng được nữa, gần gần với kết quả cũng được nữa. Rồi hả? Đó hả, dự đoán nữa hả? Ai 200 à, đó không? Rồi 200 thôi. Rồi thôi hết rồi nha, hỏi dự đoán nữa nha, dự đoán nhiều quá. Nhiều quá hồi nữa đầy bản luôn. Rồi bây giờ thì công bố kết quả bệnh viện Thiên Ân ngày 12 tháng 12 năm 2023, 12 tháng 12 năm 2023, về ba chỉ số này ha. Kết quả của BIVK2 chỉ số là 17. Mười bảy là dưới ngưỡng này, điều trị quá thành công. Chúng ta dành tràng pháo tay dành cho bệnh nhân ơi. Rồi bây giờ thì phải trao ơi. Hồi nãy là nói là trao phần thưởng với 10 triệu thì giờ phải trao. Cái người nào dự đoán gần đúng nhất thì phần thưởng với 10 triệu là cây bút. Rồi đây, chúc mừng bác, đứng lên cho mọi người thấy. Đây dự đoán 39.
dưới 10 triệu chúng ta có thể thấy được là cái quá trình hỗ trợ điều trị nó có kết quả như vậy. Đó là thực tế nha. Nếu như mà mình nói là kết quả mà nó hoàn toàn hết bệnh, đôi khi nó có nhiều yếu tố lắm. Ví dụ như là bệnh nhân có khối u mà đi phẫu thuật cắt bỏ khối u đó rồi, thì cái quá trình điều trị chống cái di căn nó không thấy tổn thương thêm, thì cái đạt được cái mục tiêu này rất dễ. Mà trường hợp là thí dụ như cái mục tiêu mà bệnh nhân từ cái khối u nó chuyển về không có đó, thì nó phải có thời gian. Hoặc là nó có đi chăng nữa thì nó sẽ ra trường hợp lành tính. Ví dụ đây nó có kích thước 26 nè. Nguyên tắc các thầy dẫn cho bệnh nhân đi khám lấy sinh thiết để có thể là ra cái kích thước, ra cái khối u này ra lành tính nè. Nhưng mà các thầy không làm điều đó, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Hôm nay bệnh nhân rất là khỏe mà lấy sinh thiết đôi khi nó ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân, nên cái này không cần thiết. Mặc dù là các thầy cần kết quả đó để chứng minh đó, nhưng dừng lại ở đây thôi, để cho bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi thêm thời gian, ăn uống hỗ trợ điều trị thêm thời gian nữa để kích thước này nó ổn định hơn, thì mình lấy cũng không muộn. Quan trọng là cái chỉ số. Với cái kết quả đó rồi thì chúc mừng cho bệnh nhân Lê Văn Nhung cũng như là những bệnh nhân còn lại, thì sẽ không có thời gian để thầy phân tích hết. Vậy thì để đạt được cái kết quả này thì mình sẽ làm như thế nào? Có nghĩa là đây là 6 bệnh nhân là đã hoàn thành rồi nè. Rồi về đó là chúc mừng 6 bệnh nhân này với gia đình. Còn lại tất cả những người bệnh nhân còn lại, chúng ta phải đặt mục tiêu làm sao mà chúng ta đạt được một số 3 và một số 4 nè. Ít nhất là làm giảm được bệnh ung thư, làm sao mà không phát hiện được bệnh lý. Vậy thì chúng ta làm sao? Ai có thể trả lời được? Ăn cháo nano, giữ đúng phác đồ. Tại sao nữa? Không ăn thịt động vật. Dình 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 cho anh đó. Bây giờ sẵn có buổi tổ chức cái buổi lay ra viện cho bệnh nhân thì thầy cũng hướng dẫn chia sẻ lại cho bệnh nhân mình nắm rõ để mình biết cái liệu trình của mình mà mình đi nha, đi cho đúng để mình đạt được cái kết quả giống như 6 bệnh nhân ở đây và những bệnh nhân khác nữa. Thì bây giờ trong quá trình điều trị ở đây, các thầy giúp cho mình 3 tháng có thể bệnh nhân sẽ hoàn thành phác đồ sớm hơn 3 tháng, có thể muộn hơn, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là mình phải hiểu được mình đang làm cái gì, mình thực hiện như thế nào, thì trong quá trình điều trị đó mình mới yên tâm, mình mới vững tin và mình mới tin tưởng các thầy thuốc và mình mới đồng hành với các thầy để mà đạt được cái mục tiêu đó. Thì bây giờ thầy cũng sẵn đây thầy phân tích cho mình nghe để mình nắm rõ nha, mình làm cái gì để mình đạt được hai cái mục tiêu này giống như những bệnh nhân ở đây. Mình phải nắm nha. Có thể thì những bệnh nhân vào phòng khám thì các thầy đã tư vấn kỹ rồi, thì bây giờ thầy nói những vấn đề chung thôi, cơ bản thôi. Ở đây mình sẽ sử dụng cái thang đo pH nha. Thang đo pH. Cái thang đo pH này sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như những cái người mà nuôi tôm á, thì họ sử dụng cái thang đo pH này vào mục đích nuôi trồng thủy hải sản chẳng hạn, thì kiểm tra cái nguồn nước cũng sử dụng cái thang đo pH. Còn trong cái vấn đề sức khỏe thì mình sẽ sử dụng cái thang đo pH này vào cái nhóm thực phẩm mình ăn vào cơ thể. Thì thang đo pH, đây kẻ thang đo pH ra. Đó. Cái thang đo pH thì nó từ 0 cho tới 14. Nhưng mà trong thực phẩm á, thì mình sẽ không dùng những cái khoảng rộng như vậy, mà mình sử dụng từ khoảng từ 5, 4 năm đi, 4.5, 4.5 cho tới 9.5. Thang đo pH từ 4.5 tới 9.5 về thực phẩm nha. Mình nói về thực phẩm. Đây là trung tính nè, cái ngưỡng trung tính. Trung tính là 7.
nghiêng về phía số thấp á, có nghĩa là 6 nè, 5 nè, 4.5 nè, là nó là axit. Axit. Còn nó nghiêng về 8, 9, 9.5 nó là kiềm. Đó, kiềm. Thì khi những cái thực phẩm ăn vào chuyển hóa nha. Ăn vào thực phẩm. Ăn vào. Nó chuyển hóa trong cơ thể. Trong cơ thể. Đi đi nói chuyện ra ngoài nó để thầy mất tập trung. Bây giờ cái thang đo pH là sử dụng cái loại thực phẩm ăn vào chuyển hóa trong cơ thể. Ví dụ như chanh chẳng hạn, chanh. Bản thân chanh là nó axit á. Cái chanh á nó là axit á, nhưng khi đi vào cơ thể nó chuyển hóa thành kiềm. Do đó cái thang pH này các thầy sử dụng khi mà nó đã chuyển hóa bên trong cơ thể rồi, chứ không phải là bản chất nha. Có người nghĩ lầm tưởng là những cái loại nào axit là như là chanh hay là cam quýt gì đó nó axit thì không dám ăn, tại vì nó axit. Không phải, những loại thực phẩm khi mà đã chuyển hóa rồi vô trong cơ thể rồi nó là kiềm á thì ăn tự nhiên không sao. Bây giờ những loại thực phẩm nó có tính axit như là đạm động vật. Động vật chẳng hạn như là các chất có cồn. Cồn ví dụ như trong rượu nè, bia nè, cồn đó, là những cái này là có axit. Rồi những cái thực phẩm mà nó làm cho mình bệnh tật nữa, ví dụ như là hóa chất công nghiệp đi. Hóa chất công nghiệp. Đó, chất thực phẩm đi, xin lỗi thầy nói lộn. Thực phẩm. Hóa chất thực phẩm. Ví dụ như là chất bảo quản nè, chất địa vị nè, chất tạo màu, chất tạo mùi nè. Nó đi vào cơ thể nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Thì đây là axit nè. Những thực phẩm này nó tính axit, nó làm cho cơ thể mình bệnh tật nha. Đặc biệt là quá trình mà mắc bệnh ung thư mà mình ăn thêm những cái này, nạp thêm những cái này vào cơ thể thì nó sẽ làm cho bệnh ung thư của mình nó tiến triển nhanh hơn. Còn khi đó ngược lại, mình sử dụng những thực phẩm có kiềm. Trọng tâm của kiềm là cháo nano nè. Nano. Thảo dược nano. Nano. Nước kiềm. Kiềm. Rồi rau xanh trái cây. Bản chất của rau xanh trái cây nó là kiềm tự nhiên nha. Rau xanh trái cây. Nó là kiềm tự nhiên. Cái rau xanh trái cây này nè, nó đã phù hợp với con người mình từ nhiều thế kỷ rồi. Ít nhất là nó phù hợp với con người là 300.000 năm nay rồi. Đó, chứ không phải mới đây đâu nha. Cho nên là qua cái chọn lọc tự nhiên thì những loại rau xanh trái cây này nó rất thích hợp với cơ thể con người 300.000 năm lận đó. Đó. Cho nên là cơ thể mình phải nạp vô là cháo nano nè, thảo dược nano nè, nước kiềm nè, rau xanh nè. Là phải bỏ loại bỏ những cái này nha. Đó, loại bỏ những cái này. Vậy, tới đây hiểu chưa? Mọi người tới đây hiểu rồi ha. Thầy ơi, thế mình nấu cháo, độ pH của nó bao nhiêu là ok? Rồi, bây giờ thầy nói về cháo nano nha. Dạ. Cháo nano nè. Cái độ pH của cháo nano khi nấu cho người lớn mình từ 6 tuổi đổ lên á, từ 6 tuổi đổ lên tới thành người lớn tuổi đó, thì độ pH là pH 8.5 5 đến 9.5. Đó. Sử dụng nấu cháo nano dành cho người lớn là 8.5. Từ 6 tuổi trở lên đó, chứ không phải người lớn không. 6 tuổi đổ lên là 8.5 đến 9.5. Còn cái độ pH dành cho 6 tuổi đổ xuống, ví dụ như tới 3 tuổi mà biết ăn rồi đó, biết ăn cháo rồi đó, thì cái độ pH mình phải thấp hơn nha. Không có sử dụng 8.5 được. Tại cơ thể của trẻ em nó khác mình lắm, nó pH cần thấp hơn. pH của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi thí dụ vậy. Từ cái thời điểm mà mình biết ăn á, từ trẻ nhỏ biết ăn cháo đó tới 6 tuổi. 6 tuổi là pH 7.5. Nhớ nha. Khi mà về nhà mà lỡ mình cho cháu nhỏ nhà ăn cháo nano hay gì đó đại khái vậy, thì mình nấu cái độ kiềm pH của nó phải là 7.5, không được nấu hơn nha. Tại cơ thể của những bé nhỏ
chưa có axit nhiều, chưa có nạp axit nhiều. Do đó cái pH của cháu nhỏ thì phải 7.5, không có được sử dụng nha. Kể cả pha sữa cũng là 7.5, kể cả sử dụng nấu cháo cũng 7.5 thôi. Còn người bắt đầu từ 6 tuổi đổ lên là phải 8.5 đến 9.5. Rồi trong quá trình điều trị thì như thế nào? Bây giờ mình phải biết cái pH nó là cái gì trong cơ thể mình. Bây giờ thầy nói tiếp. Trong cơ thể mình có 3 loại pH nha. pH nó có 3 loại lần đó. pH trong cơ thể 3 loại là pH máu, pH nội môi và pH nước tiểu. Trong cơ thể mình pH nó có 3 thứ lần: pH máu, pH nội môi và pH nước tiểu. Cái pH máu này không bao giờ thay đổi nha. Bởi vì chỉ cần nó thay đổi một chút nhẹ thôi thì cơ thể mình sẽ gặp nguy hiểm liền. Cho nên cái pH máu này không quan tâm tới. pH này, máu này từ cơ thể nó ổn định. À. Còn cái pH nội môi thì sao? pH nội môi là những cái môi trường chất lỏng trong cơ thể đó. Tất cả các tế bào đó. Thì cái pH nội môi này nó không thay đổi ngay mà nó thay đổi từ từ. Cho nên do đó là các thầy giúp cho bệnh nhân là trung bình 3 tháng là lý do đó đó. À, tại sao mình sẽ chữa 3 tháng? Cần là cần pH nội môi nè. Cái cơ thể mình chuyển qua từ axit sang kiềm. Cái quá trình từ axit sang kiềm ta gọi là kiềm hóa. Quá trình kiềm hóa nha. Từ axit sang kiềm gọi là quá trình kiềm hóa. Thì vào bên đây là vào phòng thuốc y học cổ truyền này, các thầy giúp cho mình 3 tháng. Đây là cái quá trình kiềm hóa cơ thể đó. Đưa cơ thể từ axit sang kiềm bằng cháo nano. Cái trọng tâm của phương pháp này là cháo nano nè. Ăn được cháo nano mới giúp được bệnh nhân nha. Còn ăn không được cháo nano là không có cách nào hết á. Rau xanh, trái cây, thảo dược, nước kiềm đó. Thì đây là gọi là quá trình kiềm hóa. Là pH nội môi nha. Cái quan trọng nhất của cơ thể mình là pH nội môi. Còn cái pH nước tiểu thì sao? Đối với cái pH nước tiểu đó thì nó sẽ thay đổi mỗi ngày. Hãy mình ăn cái thực phẩm nào vô, mình uống cái loại nước nào vô axit thì đi tiểu ra axit liền. Còn nếu như mình ăn cái thực phẩm kiềm, uống cái thực phẩm kiềm đi tiểu ra kiềm, nó nghiêng về kiềm, thì thông thường nó chỉ dao động từ 4.8 đến 8. đến 7.9 nè. Đó. Thì nếu như những thực phẩm mình ăn vào kiềm thì cái pH nước tiểu mình nó sẽ dao động hơn 6, hơn 7, 7, khoảng hơn 7 đó. Còn nếu như cái cơ thể mình mà mình nạp đạm động vật hay là cồn hay là hóa chất gì vô á, nó nằm ở ngưỡng 4.85. Cho nên là quá trình khi mà các thầy thuốc ở đây chữa bệnh cho bệnh nhân, nếu như nghi ngờ bệnh nhân nào ăn uống sai, các thầy yêu cầu bệnh nhân đi test thử pH nước tiểu là ra liền. Có thể từ chối đó mà các thầy không làm điều đó. Mỗi bệnh nhân tới đây không hiểu mình phải hướng dẫn cụ thể. Tại vì không hiểu mới làm. Ví dụ như mình không biết lý do tại sao mình phải ngưng ăn đạm động vật thì các thầy đã hướng dẫn tận tình rồi đó. Cho nên các thầy không ít khi nào áp dụng cái phương pháp test cái này lắm. Khi mà test ra là lỗi trong đây rất nhiều những người bệnh nhân là ăn sai rồi đó. Cho nên bệnh nhân lưu ý ha, mình phải hiểu nha. Và cái trọng tâm của mình làm sao cái pH nội môi này nè, nó phải là cơ thể kiềm mới được nha. À, tất cả các bệnh nhân khi đến phòng thuốc phải nhớ cái quá trình này. Mình chuyển từ axit sang kiềm thì cái quá trình 3 tháng đó, có người thì có thể sớm hơn, có người trễ hơn. Nó tùy thuộc vào cái xuất phát điểm của mình. Ví dụ như trước khi mình vào đây mình ăn đạm động vật nhiều, mình cứ đi nhậu suốt, mình cứ ăn đạm động vật suốt, mình nạp trong cơ thể mình toàn là đạm động vật, toàn là axit không, thì cái xuất phát điểm của mình nằm đây nè. Nằm đây nè. Và bây giờ mình muốn chuyển từ đây qua đây, nó phải có thời gian. Nó phải dài hơn những người mà người ta ăn uống kỹ lưỡng hơn. Ví dụ như những người mà có cái chế độ ăn rau xanh trái cây ở nhà, thì những người đó người ta loại bỏ những cái này đi, thì cái xuất phát điểm của người ta ở đây sẵn rồi, thì cái quá trình điều trị của người ta rất nhanh. Đó. Bệnh nhân đòi hỏi hết bệnh ngay, đòi hỏi mình phải hết bệnh liền,
đòi hỏi mình phải về nhà mình ăn uống lại bình thường. Không được. Do mình á, do từng bệnh nhân á, chứ không phải là nói là công nghệ này không hay hay là như thế nào đâu, mà là do từng bệnh nhân một. Cái xuất phát điểm của mình nằm đâu? Mình đang đứng ở acid mà mình muốn về kiềm, mình phải chờ có thời gian. Rồi thêm tiếp tục nữa, bây giờ cái thời gian nằm ở chỗ nào? Cái thời gian nằm ở chỗ giai đoạn đó. Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Chưa kể là vô quá chất, suy yếu miễn dịch nữa. Thì mình coi mình đang ở giai đoạn nào. Cái giai đoạn 1, giai đoạn 4 không thể so sánh với nhau được. Ví dụ như mình, cơ thể mình mới phát cái bệnh ung thư ra, thì cái quá trình mà mình chuyển hóa từ acid sang kiềm, mình có thời gian đó. Mình có thời gian hơn bệnh nhân của giai đoạn 4 đó. Giai đoạn 4 là đã di căn xa rồi, di căn qua với các cơ quan khác rồi, mà mình không nhanh chuyển hóa từ acid sang kiềm, không chuyển hóa nhanh từ acid sang kiềm là mình không kịp. Lý do đó đó mà mình không vượt qua phác đồ điều trị đó, không vượt qua được cái bệnh của mình đó. Mình ở giai đoạn 4 mà mình không hay, mình không hay bệnh mình, nó không còn thời gian. Mình đang chạy đua với thời gian đó. Ở đây tất cả bệnh nhân đang chạy đua với thời gian của mình đó. Các thầy áp dụng đúng phác đồ điều trị của cha, hướng dẫn cho bệnh nhân. Lý do theo dõi mỗi ngày là để cho bệnh nhân không đi sai phác đồ, động viên tinh thần. Và những cái nào cần điều chỉnh, các thầy sẽ điều chỉnh lại, là đã làm tròn bổn phận của thầy thuốc rồi. Riêng bệnh nhân biết mình ở giai đoạn nào thì mình phải cố gắng, vì mình không có nhiều cái thời gian đâu. Đây là thời gian, là thời điểm vàng của mình đó. Mà không phải nói vậy là giai đoạn 1 mình chủ quan nha. Mình nói là mình tôi nhẹ quá, tôi mới phát hiện bệnh đây thôi thì tôi có thời gian dài. Nhưng chưa biết à, có thể cái giai đoạn 4 hết trước giai đoạn 1 nữa, nếu mà mình không chuyển hóa từ acid sang kiềm. Nó giống như nãy cái chị đây nói đó, tại sao mà áp dụng phác đồ điều trị rồi mà tại sao nó không dừng bệnh? Bởi vì cái cơ thể mình đang acid mà. Cơ thể mình đang acid mà, acid là môi trường thuận lợi để tế bào ung thư phát triển. Mình mới ăn, mình mới chuyển hóa, mình mới chuyển từ acid sang kiềm, nhưng mà mình vẫn là acid chứ chưa phải kiềm. Chừng nào mình là cơ thể kiềm thì hy vọng mình, cái bệnh mình nó mới dừng lại. Còn đang cơ thể acid, đòi ăn uống một thời gian là hết bệnh là chuyện đó không có. Cơ thể mình đang acid mà sao mà hết bệnh được. Acid là môi trường thuận lợi để tế bào ung thư phát triển, nó nuôi tế bào ung thư đó. Bệnh nhân tới đây hiểu hết chưa? Mọi người hiểu hết rồi. Rồi bây giờ cái phần hướng dẫn của thầy là tới đó nha. Có nghĩa là bệnh nhân mình cố gắng thêm trong suốt quá trình điều trị, thì các thầy sẽ tùy từng bệnh nhân mà các thầy sẽ hỗ trợ chính xác cho những bệnh nhân đó. Cho nên mình phải kết hợp với tất cả các thầy thuốc ở đây. Khi mà cha, trước khi cha nằm xuống, cha đã nhắn nhủ với tất cả các thầy, chỉ giữ một điều thôi: cố gắng gìn giữ công trình khoa học của cha và gìn giữ đường lối của cha và tiếp tục cứu bệnh nhân. Cho nên các thầy ở đây vì mục đích đó, các thầy ngồi đây mỗi người một chuyên môn. Có thể thầy mạnh dạn hơn, thầy có thể đứng trước tất cả bệnh nhân, thầy hướng dẫn, thầy phân tích, nhưng các thầy khác giỏi hơn nữa, các thầy khác còn chữa bệnh nữa, thì mỗi thầy cha thấy người nào làm tốt công việc nào, cha đặt để vào công việc đó, nó trở thành một cái hệ thống. Cha đã, trước khi cha nằm xuống, cha đã xây dựng một cái hệ thống tự động hoạt động, tự động cứu bệnh nhân và đem đến cái phác đồ điều trị. Không phải riêng cho các thầy đâu, không phải cha dạy các thầy đâu, cha không phải dạy cho gia đình đâu, cha dạy cho tất cả mọi người đó, thông qua những cái clip trước, thông qua cái quá trình các thầy hướng dẫn đó. Thì sau này cũng vậy, các thầy giúp cho bệnh nhân thì thời gian nó cũng gấp rút. Có nghĩa là một ngày nào đó các thầy cũng nằm xuống giống như cha vậy đó, thì những người tiếp nối phía sau đó cũng sẽ tiếp nối gìn giữ cái công trình khoa học của cha, chứ không phải cái quy luật tự nhiên nó là như vậy. Nhưng mà thầy hy vọng rằng sẽ tìm được, có nghĩa là sẽ tìm được những người
tiếp tục gìn giữ công trình khoa học của cha. Thầy nhìn góc độ xa hơn, có nghĩa mình nhìn thấy không phải là vài chục năm nay, mà còn dài hơn nữa, những thế hệ sau nữa, là những người đó sẽ tiếp nối con đường của các thầy, của cha trước đó để giúp cho những bệnh nhân, mọi người. Đó, cho nên mình phải nhìn cái thực tế đó mà mình đi. Thì bây giờ cái phần hướng dẫn của các thầy tới đây thôi. Nhưng mà thôi bây giờ như thế này đi, tại vì thời gian nó có giới hạn, thì thầy sẽ hướng dẫn trong một cái buổi gặp gỡ. Thí dụ như thầy sẽ hẹn bệnh nhân một buổi nói chuyện khác để các thầy giải thích lại một lần nữa chung. Thì nếu mà bệnh nhân có dành thời gian được, mình sẽ tới đây để các thầy hướng dẫn cho mình. Còn bây giờ thầy có một phần nữa thầy cũng muốn nói thêm trước khi chúng ta kết thúc, để mà mỗi bệnh nhân chúng ta quay lại điều trị cho kịp thời, chứ giờ nó cũng hơi trưa rồi. Thì ý này thì thầy cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân đã chung tay góp sức xây dựng cái phòng khám hôm nay. Thì khi cha nằm xuống, các thầy gặp biến cố về cái phòng khám thì các thầy buồn lắm, các thầy nhìn mà các thầy làm không được gì hết, rất là buồn khi nhìn thấy cái phòng khám bị tháo dỡ. Trên thực tế là nếu như không có cha phù hộ, không có Chúa che chở ở phía sau lưng thì không ai làm gì được hết. Cho nên thì trước tiên là xin cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng con, gìn giữ cái công trình khoa học này. Cảm ơn cha đã đồng hành cùng với chúng con. Các thầy tin tưởng rằng cha luôn sống mãi bên các thầy, thầy thuốc và bên tất cả bệnh nhân. Cho nên hôm nay mới có những bệnh nhân ra viện tiếp tục như thế này và những bệnh nhân sau đó nữa. Thì cũng xin cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân xa gần đã đóng góp, đã chung tay, mỗi người giống như một viên gạch để xây nên cái công trình yêu thương cho không của cha ở tại nơi đây. Đó là điều thầy muốn chân thành gửi lời tri ân, và cũng cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để phòng thuốc được hoạt động và tạo mọi điều kiện cho bệnh nhân tới đây điều trị. Xin chân thành được cảm ơn. Bây giờ thì thầy muốn nghe ý kiến của vài bệnh nhân khi mà mình hoàn thành phác đồ điều trị. Để ra. Dạ. Kính lễ Đức Chúa Giêsu và các đấng bề trên, kính lễ cha cố Phêrô Nguyễn Văn Tường, kính thưa quý thầy Tiến, thầy Thanh, thầy Quý, thầy Hạnh, thầy Tử, bác sĩ Hòa, thầy Nhẽ cùng các nhân viên của phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý mạnh thường quân và kính thưa các bệnh nhân cùng những người thân chăm nuôi, hôm nay ngày 30 tháng 12 2023, hai chị em chúng con là Nguyễn Thị Minh Tiền, 73 tuổi, mã số bệnh nhân 678, bệnh cam anh tàn, và Nguyễn Minh Toàn, 65 tuổi, mã số bệnh nhân 681, bệnh ca đại tràng, cùng gia đình kính trân trọng gửi lời chân thành cảm ơn đến các quý thầy và toàn thể nhân viên của phòng khám cha Tường đã tận tâm hướng dẫn điều trị cho hai chị em chúng con được lành bệnh. Theo phác đồ điều trị của cha của Tường, ăn cháo gạo lứt nano và uống thảo dược nano trong thời gian chưa đầy 3 tháng, thật tuyệt diệu. Trước thềm năm mới Tết Dương lịch 2024 và mừng xuân, mừng Giáp Thìn, gia đình chúng con kính gửi lời chúc sức khỏe và đầy may mắn đến toàn thể quý thầy cùng nhân viên của phòng khám cha Tường yêu thương cho không đạt được nhiều thành công mỹ mãn trên con đường điều trị bệnh ung thư cho tất cả bệnh nhân theo tâm nguyện của cha cố Phêrô Nguyễn Văn Tường, với tấm lòng từ bi bác ái yêu thương cho không, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đầy niềm tin đến các bệnh nhân và gia đình. Trân trọng kính chào, tạ ơn Chúa, tạ ơn cha cố Phêrô Nguyễn Văn Tường, tạ ơn quý thầy và các mạnh quý mạnh thường quân.
còn ai nữa không ạ? Còn ai có ý kiến gì mình có thể mình chia sẻ với các thầy để giải quyết bệnh nhân ạ? Có người nhà hay là người nuôi nào nữa không? Hay là có bệnh nhân nào nữa không? Thôi bây giờ như thế này, cái buổi lễ hôm nay thì cũng như thế, thầy nghĩ chắc cũng đã đầy đủ rồi. Thì cuối cùng thì cũng xin chúc mừng cho 6 bệnh nhân hôm nay được hoàn thành phác đồ điều trị, mình có thể ra về trong niềm hân hoan và vui sướng. Thì những bệnh nhân còn lại chúng ta hãy lấy đó làm động lực để chúng ta cố gắng tiếp tục phấn đấu để đạt được cái kết quả tốt đẹp của mỗi người. Bây giờ thì xin mời mọi người hướng lên Chúa để chúng ta đọc một câu kinh, sau đó chúng ta bắt đầu cái buổi khám chữa bệnh của mình. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng, amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha Phêrô cùng các đẳng linh sáng lên vui vẻ người cùng, amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, amen. Và tất cả quý bệnh nhân mình trật tự mình trở về phòng của các thầy để mình khám bệnh nha.